Mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng mướp kinh doanh nha mọi người. Thì cái mô hình này các bạn thì được trồng trên cây cọc sạn nha mọi người ha, và được căng dây để cho nó bò các bạn. Thì sẵn là chia sẻ cho các bạn là cái thời gian mà để mà trồng cây mướp á, mà nó đạt năng suất cao nhất cũng như là nó ít bệnh các bạn, thì mình nên trồng vào cái thời điểm nào. Thì theo mình các bạn thì mình nên trồng vào những cái tháng như là tháng giêng các bạn, tháng giêng tới tháng tư các bạn, thì nó rất là tốt so với những cái tháng khác. Những cái tháng khác nó trồng nó vẫn được các bạn, nhưng ví dụ như là bạn trồng vào những cái tháng mưa các bạn, cái giá nó đầu tiên là cái giá nó rẻ nè các bạn, và thứ hai là nó hay mất rất là nhiều bệnh, ví dụ như là bệnh sương mai các bạn. Còn riêng cái mùa nắng các bạn, sương nó không có các bạn, thành ra cái khả năng mà bị bệnh sương mai nó rất là thấp. Thành ra mình mới nói là cái thời gian mà các bạn trồng mướp mà nó đạt hiệu quả tốt nhất đó, đó chính là từ tháng giêng tới tháng tư. Đó là cái góp ý của mình đối với những cái người bạn mà mới bắt đầu trồng kinh doanh nha mọi người ha. Thì cái dạng mướp này các bạn thì cũng trồng nay cũng được là gần tháng mọi người ha. Nói chung là nó cũng chưa có là phát triển tốt mấy nữa. Thì cái thời gian mà để mà trồng cây mướp này các bạn thì nó tầm khoảng đâu 60 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được nha mọi người ha. Có nghĩa là mình gieo tới ngày thu hoạch là hai tháng hơn nha mọi người ha. Thì có một số giống khác á, thì nó sẽ rơi vào là hơn 2 tháng thì mình mới mới thu hoạch được, và mình thu hoạch được nó kéo dài. Còn những cái loại giống mà như F1 hiện nay các bạn thì nó tầm khoảng là 60 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được rồi. Thì đây cây mướp của mình các bạn nó hay bị sâu dễ bồ lắm các bạn, cũng như là bệnh sương mai các bạn, thì mình phải xịt phòng cho nó. Thì ở đây á, thì mình xin chia sẻ cho bạn một số loại thuốc mà mình hay xịt các bạn. Một là thằng Aleus nè, chuyên xịt và thối cốc động các bạn, là nó làm cho cái cây cái mướp của mình các bạn nó không có lỡ cò rễ nè. Và hai đó là mình sẽ xịt thằng Cariotop các bạn, hoặc là mình xịt phun nó, mà làm phun trừ cho nó cái bệnh là sương mai, cũng như là cái thuốc là Mad Hero của bạn, Mad Hero của công ty Mad Pacific các bạn. Thì mình cứ một tuần như vậy là mình sẽ lưng lưng phiên mà mình xịt nha các bạn ha. Một là Aleus, hai là Mad Hero, ba là Cariotop nha mọi người ha. Thì cứ 6 ngày như vậy là mình sẽ lưng lưng phiên mình xịt cho nó. Thì cái bệnh những cái bệnh như là sương mai này nọ các bạn thì nó sẽ không có. Còn riêng vào cái mùa nắng các bạn, những cái tháng giêng mà mình chia sẻ cho các bạn thì nó cũng rất là ít lắm các bạn. Tại vì buổi tối nó cũng không có sương nhiều các bạn. Thường á thì nó sẽ rơi vào qua cái tháng tư các bạn, qua cái tháng tư khoảng đầu tháng 5, tháng 6, tháng 7 các bạn thì nó rất là dễ bệnh sương sương mai. Nó là vậy ha. Thì cái cây này các bạn thì nó cũng có hay bị vàng lá. Vàng lá các bạn là do cái nguyên nhân các bạn là do bọ trĩ với rầy các bạn, thì các bạn nên xịt phòng cho nó. Thì đối với những cái loại dây mướp này các bạn thì nó thuộc cái dòng lá nhám các bạn, thì các bạn nên chọn những cái loại thuốc mà nó dạng cớm á, có ký hiệu là VVG đó, thì bạn xịt trên cái cây mướp mình nó sẽ rất là tốt nha mọi người ha. Thì ở đây á, thì mình xin chia sẻ cho bạn thêm cái kích thước để mà trồng ha. Thì ở đây là mình trồng là ba tấc rưỡi cho một gốc nha mọi người ha, là mình cho nó bò luôn các bạn. Và mình sẽ lấy nó khoảng đâu là từ 3 đến 4 chèo trên một thân chính nha mọi người ha. Mình sẽ không có lấy nhiều. Thì ở đây là mình cũng đã là mình bấm đọt cho nó cái đầu tiên rồi các bạn. Đợi cho nó bung chèo ra thì mình sẽ giữ cho nó là khoảng 4 chèo. Và mình đợi khi nào mà trên một cái dây chèo của nó các bạn, mà đợi mà cái mướp của mình các bạn mà nó khô khô cái bông lại các bạn, thì mình tiếp tục mình bấm đọt cho nó. Nếu như là mình không bấm đọt cho nó các bạn thì có cái nguy cơ các bạn là nó sẽ bị chạy trái các bạn. Tại vì nó lo là nó bò không các bạn, nó trường bò không các bạn, nó không có nuôi dinh dưỡng trái, thành ra cái trái của mình nó bị chạy. Nó là vậy ha. Và đặc biệt á, là trên cái dòng cây mướp này các bạn là những cái con như là ruồi chích trái các bạn rất là nhiều. Đối với những người bạn đi trồng kinh doanh á, thì các bạn nên những mua những cái loại thuốc như là phi bông các bạn. Bạn bỏ vô cái hộp vàng vàng á, các bạn dẫn dụ nó các bạn tiêu diệt nó nha. Ví dụ như là ruồi chích trái này nọ đó. Các bạn đừng có mua thuốc xịt, vì bạn xịt đâu khoảng đâu là khoảng tuần lễ sau thì nó cũng bay lại thôi các bạn. Cái ruồi chích trái nó rất là khó trị. Còn riêng những cái con mà nó hút chích này nọ thì mình có thể là mình sử dụng cái thằng thuốc là Confido các bạn, cộng với thằng chết rầy đó, mình cộng lại mình xịt với nhau thì nó sẽ chết nha mọi người ha. Và đặc biệt ở đây á, là các bạn là nên xịt vào cái buổi chiều thì cái hiệu quả của thuốc nó sẽ là cao hơn nha mọi người ha. Đó, tại vì á, cái con rầy này các bạn, con rầy xanh với những con rầy khác các bạn, thường á, là buổi tối là nó mới là nó bò lên,
ban ngày thì nó sẽ núp ở dưới đất các bạn. Đó thì đây mình chia sẻ cho các bạn vậy ha. Nó bông mướp của mình cũng rất là nhiều nha mọi người ha. Đó trái nè. Đó thì bạn nào mà đang xem kênh của mình, các bạn mà đam mê về cái chủ đề mà làm vườn trồng trọt thì các bạn có thể là đăng ký kênh của mình ha, cũng như là có thể là bấm cho mình một cái nút like để mình có động lực mình chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm của mình để cho kênh mình cùng nhau phát triển nha mọi người ha. Đó thì để mình quay sơ cho các bạn xem một chút nữa thì mình sẽ dừng nha mọi người. Ở đây mướp cũng rất là ok nha mọi người ha. Nó ở đây là nó mới chuẩn bị là nó khô cái lá ngọn lại các bạn, cái lá của cái bông á. Khi mà nó khô lá bông thì nếu mà trên một dây như vậy là mình sẽ để là khoảng là từ một trái đến hai trái nha mọi người ha. Đến khi mà trái nó bự rồi đó thì mình sẽ thu hoạch rồi mình mới để tiếp được nữa. Thì trái của mình nó mới thẳng và suông nha mọi người ha. Thì cái nguyên nhân mà có nhiều bạn thấy hỏi mình là mướp nó bị cong này nọ là do cây mướp của mình nó bị thiếu dinh dưỡng các bạn. Thì các bạn là nên bón phân định kỳ cho nó, đặng nó đủ cái dinh dưỡng để nó cái trái nó suông các bạn. Trên một cái cây các bạn nếu mà nó bị ốm các bạn, nó bị ốm á, này nọ đó thì nó không có sung các bạn. Thì cái cây mướp mình nó trái nó ra nó rất là èo, mình bán cái giá nó không được cao các bạn. Thì các bạn nên bón phân định kỳ cho nó. Thì cái phân định kỳ á, thì các bạn có thể bón những cái loại phân như là 30-10-10 nè, hoặc là 20-15. Thì các bạn nên canh vào cái giá mướp mà các bạn bón phân. Ví dụ như cái giá mướp mà mình nó cao các bạn bán được 5-6 ngàn ký hay gì đó, các bạn bán sỉ nha, thì các bạn nên bón phân đầu tư cho nó nhiều hơn. Còn nếu như mà giá nó thấp quá thì các bạn nên hạn chế cái phân, là các bạn có thể là đi lọt lại thôi. Nó là vậy ha. Đó thì các bạn xem cái mướp của mình các bạn cũng bị vàng lá nè. Đó nhưng mà nó không có ảnh hưởng các bạn. Ví dụ trên một vườn các bạn mà nó bị vàng lá khoảng trên 50% các bạn, thì các bạn nên mua thuốc các bạn xịt. Ví dụ như có 1-2 giây mà nó bị thì mình cũng không nên xịt làm gì, tại vì nó rất là tốn tiền các bạn. Cái đồ mình trồng kinh doanh mà cái gì mà mình cũng bỏ phân phướng ra nhiều quá, mà trong đó cái số lượng bịch nó rất là ít á, thì nó sẽ rất là tốn tiền. Ở đây thì mình cũng tâm sự với các bạn vậy luôn ha. Đó ở đây mình quay tổng quan cho các bạn xem một chút nữa là mình dừng nha mọi người ha. Thì cái mô hình này thì trồng trên cột sạn các bạn và dăn dây các bạn. Cái này là dây đen luôn các bạn chứ không phải là kẽm đâu. Đó. Rồi thì bạn nào đang xem mình hãy cho mình một like cũng như là một nút đăng ký nha mọi người ha. Thì mình kênh mình thì chia sẻ cho các bạn về các loại cây luôn các bạn chứ không phải là riêng về cây mướp này. Mình chuyên về cây cà pháo này các bạn, cũng như là những loại bầu bí này nọ các bạn. Thì mình cũng có trồng chút ít các bạn.